Tổng hợp các loại cây luồn chun. Dễ dàng luồn chun trong 2 giây xem ngay. Nếu tôi phát hiện ra dụng cụ nhỏ này sớm thì tốt biết mấy. Dùng nó để xuyên dây chun thật là tiện lợi. Dưới cặp mũ keo quần đều có thể xuyên qua, chất liệu không gỉ, mịn màng và dễ sử dụng. Chỉ cần vài giây là có thể xong việc xuyên qua. Dây chun eo này được xuyên qua một cách dễ dàng, đặc biệt là khi xuyên qua cái lỗ nhỏ như này. Những công cụ thông thường hoàn toàn không thể làm được. Sử dụng nó, bạn có thể dễ dàng giải quyết các công việc nhỏ một cách hiệu quả. Có 3 cớ để bạn lựa chọn. Thử ngay bạn nhé. Luồn chun quần áo nhanh như chớp xem ngay. Bạn còn dùng que gỗ to này để luồn chun. Hãy thử cây luồn chun dẹt mới này. Luồn chun rất nhanh. Có 4 kích thước để các bạn lựa chọn. Dây chun to hay dày đều có thể luồn dễ dàng. Các loại vải như len, cotton đều có thể làm được. Rút ngắn thời gian làm việc và hiệu quả công việc tăng lên. Trải nghiệm sản phẩm này ngay nhé!